Hãy ngừng chơi TikTok đi mà hãy làm theo công thức này để có video TikTok trị view nhé. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của Hưng Huỳnh. Cái TikTok của tôi là gì ạ? Chú Hưng Rau, các bạn nhớ rồi đúng không ạ? Trong thời gian qua Hưng đã giúp cho rất là nhiều người đã có được video TikTok triệu view. Giống như chị này thôi các bạn, 3 ngày thôi. 3 ngày 30.000 follow và hơn 15 triệu lượt xem. Tuyệt vời không ạ? Và đây cũng là video triệu view rất là nhanh. Đây cũng vậy. Anh chị có thấy được rằng là rất là nhiều người đã có video triệu view chưa ạ? Và họ đã làm gì ạ? Họ đã sử dụng đúng những cái gì Hưng chia sẻ ngày hôm nay cho anh chị thôi. Rất là đơn giản thôi anh chị, không có gì cả. Và trong cái video này Hưng sẽ chia sẻ cho anh chị từng bước để làm được video triệu view nhanh nhất nha. Rất là nhiều người đang gặp vấn đề như thế này nè anh chị. Tạo kênh xong rồi, đăng bài đúng không? Rồi sao ạ? Rồi đăng cái gì cũng đăng hết ấy. Đi chơi cũng đăng, uống cà phê cũng đăng, con mình nó khóc cũng đăng. Mình thấy cái cảnh này đẹp quá cũng đăng, ăn cơm cũng đăng, đi siêu thị cũng đăng, cái gì cũng đăng thế này. Đúng không ạ? Rồi không ai xem, xong rồi bắt đầu hỏi Hưng là ôi sao video của em không ai xem vậy? Mà cũng không biết tại sao luôn. Rồi cũng có những video lên, rồi cũng không biết tại sao lên, không biết tại sao không lên hết. Vậy thì cuối cùng là tại sao ạ? Trước khi bước vào đi từng bước để anh chị có thể có được video triệu view, thì Hưng chỉ chia sẻ cho anh chị một số cái sai lầm mà anh chị đã làm khi xây dựng kênh TikTok. Thứ nhất là anh chị tạo kênh TikTok không chuẩn SEO. Anh chị cứ tạo ra đại xong anh chị chơi đúng không ạ? Đó là một cái sai lầm thứ nhất. Chút xíu nữa Hưng sẽ chỉ cho anh chị khắc phục cái sai lầm này. Cái thứ hai là cái gì anh chị cũng đăng hết. Đăng sản phẩm xong. Nếu mà đăng sản phẩm thì đăng sản phẩm thôi. Tại sao là phải đăng những cái cảnh mình đi chơi? Đúng không ạ? Tại sao đăng con mình làm gì? Tại sao đi du lịch mình cũng đăng làm gì? Cuối cùng người ta hiểu trên cái kênh của bạn, bạn đang làm gì trên cái kênh đấy. Họ hiểu không ạ? TikTok nó cũng không hiểu bạn đang làm gì. Và khách hàng của bạn cũng không hiểu bạn đang làm gì cả. Thì họ có mua hàng của bạn không? Không nhé. Họ có xem không? Không, tại vì họ chả biết bạn là ai cả. Rồi tiếp theo nè, các bạn không biết các chính sách của TikTok, cho nên các bạn bị vi phạm liên tục mà không biết. Cái đó là cái điều rất là quan trọng nha. Bây giờ ra đường mà không đội mũ bảo hiểm thì có bị bắt không? Có chứ, lâu lâu bị thoát thôi. Nhưng mà TikTok mà vi phạm chính sách, nó quét một cái là coi như là video không người xem. Cho nên là các bạn biết được là tại sao video của bạn không người xem chưa? Vi phạm chính sách liên tục. Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn ở cái phần tiếp theo về chính sách. Tiếp theo đó là bạn không hiểu được hành vi của người xem. Bạn không hiểu được hành vi của người xem trên TikTok, họ muốn xem cái gì? Đặt câu hỏi này, tại sao họ phải xem video của bạn? Đúng không? Khi mình làm video mình phải hiểu chứ. Tại sao? Vậy thì bây giờ này, Hưng hỏi này, tại sao các bạn đang xem video của Hưng? Có phải là các bạn đang làm kênh TikTok mà không có triệu view không? Cho nên các bạn phải xem. Thì Hưng trong video Hưng sẽ chỉ cho các bạn. Đúng không? Thì các bạn phải biết được cái hành vi của người xem như thế nào. Chút xíu nữa chỉ luôn. Bây giờ là mình nói các sai lầm trước nha. Và cuối cùng là anh chị không biết cái công cụ nào để làm video cả. Đấy, cứ làm đại rồi đăng lên, cứ làm đại rồi đăng lên. Bất chấp như vậy, cứ đăng là được. Cũng chả biết là nên quay hình ngang hay là nên quay hình dọc, nên quay kích thước bao nhiêu, nên để chữ gì. Có rất là nhiều cái vấn đề mà anh chị đã mắc phải những cái sai lầm đấy. Cho nên kênh TikTok của mình không lên. Và đặc biệt hơn nữa là kênh không lên thì không bán được hàng. Và nó cứ lẹt đẹp, lẹt đẹp, lẹt đẹp. Hôm nay Hưng sẽ giải quyết cái lẹt đẹp đó cho anh chị nha. Vậy ngay bây giờ đây thì Hưng sẽ giúp cho anh chị rõ ràng hơn từng bước cách làm như thế nào để có được video triệu view đầu tiên cho anh chị, kể cả khi anh chị tạo kênh mới luôn nha, tạo kênh mới luôn, không quan trọng. Kênh cũ mà sai rồi thì để nó chơi, để nó đăng những cái hình ảnh riêng tư, còn kênh mới chủ yếu là bán hàng thì nó chỉ là bán hàng thôi. Bước thứ một là anh chị cần phải tạo kênh chuẩn chỉnh ngay từ đầu. Tạo bằng điện thoại hay Gmail hay là Facebook, cái này anh chị cũng phải biết. Có phải là anh chị đang lấy số điện thoại của mình tạo kênh TikTok không? Đúng không? Lấy Facebook đúng không? Tại vì nó nhanh, nó tiện. Nhưng nên tạo bằng Gmail. Và cách tạo như thế nào thì anh chị coi video này này. Video này là Hưng chỉ cho anh chị cách tạo. Tại vì ở đây nó không có khoảng thời gian quá nhiều để chỉ từ A tới Z. Hưng có một cái video sẵn rồi riêng luôn. Chút xíu nữa anh chị qua bên này coi. Video tạo kênh TikTok là nó ra nha. Chuẩn SEO luôn. Từ cái avatar như thế nào, từ cái hồ sơ như thế nào, từ cách đặt tên như thế nào. Chuẩn chỉnh để người ta nhìn vô. Nhìn vô kênh là đã muốn follow rồi. Tại vì kênh này đẹp quá, chuẩn chỉnh quá. Cái video đó là cầm tay chỉ việc luôn và giải thích cho anh chị rõ ràng. Cho nên anh chị coi cái video này nha. Thì đầu tiên là chúng ta phải có một cái kênh chuẩn SEO cái đã. Rồi bước thứ hai nữa anh chị. Bước thứ hai là các bạn cần phải biết được các chính sách khi làm video. Ví dụ như này, nếu mà các bạn để số điện thoại lên, các bạn bỏ đường link lên, các bạn bỏ giấy chứng minh lên, các bạn đưa thông tin của mình lên, các bạn đưa địa chỉ lên, rất là nhiều cái vi phạm như vậy mà các bạn không biết. Cho nên là video của bạn không ai xem cả.
và các bạn cứ kêu gọi qua các nền tảng khác cũng bị dính luôn, đúng không ạ? Nhiều lắm, nói chung là nhiều 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 lắm cái chính sách. Hưng cũng sẽ để một video riêng luôn nói về chính sách. Đây, các bạn vào đây mà xem tất cả các chính sách làm sao các bạn làm được kênh TikTok, và Hưng luôn cập nhật các chính sách mới nhất từ TikTok để cho các bạn có thể biết được là chúng ta đang có những cái chính sách gì mới, cần phải làm cái gì cho nó chỉnh chu ngay từ đầu. Và chúng ta đã trở thành một chuyên gia đấy các bạn. Chúng ta biết rồi thì làm nó dễ lắm nhá. Ví dụ như bây giờ Hưng nói là cái điện, Hưng nói là đây, Hưng đang bán về cái mic này đi. Thì Hưng không bao giờ mà Hưng đưa cái mic này ra như này đâu các bạn. Hưng phải che lại, TikTok mình phải che lại như này. Che bớt cái logo lại thì mới được. Thì đó cũng là một cái lý do đó các bạn, mà các bạn cần phải coi chính sách. Nếu không video của bạn sẽ không ai xem nha. Thì đó là cái bước thứ hai, là các bạn cần phải biết chính sách. Bước thứ ba này, tiếp theo là các bạn không bao giờ quay đại được. Các bạn có thể thấy những cái kênh của Hưng này, kênh này này, học viên của Hưng này, kênh chị Mẫn này, kênh anh Hùng này, kênh Bảo Hiểm này. Rất là nhiều kênh, rất là chỉnh chu. Người ta chỉnh chu từ đèn, đèn sáng mặt giống như mặt Hưng đang sáng này, đúng không ạ? Đèn phải như thế này, rồi cam phải rõ như thế này, điện thoại anh chị là rõ là ok rồi. Rồi ánh sáng, rồi góc nhìn, góc ngồi như thế nào. Ngồi là đúng cái đường 1/3, anh chị thấy cái mắt Hưng đang đúng 1/3, nếu anh chị chia từ trên xuống dưới là mắt 1/3. Nhìn nó rất là năng lượng, rất là tự nhiên như thế này. Cho nên video của anh chị không làm đại đại được. Kể cả mình có quay vlog ở ngoài đường đi chăng nữa thì mình cũng phải quay cho nó đẹp. Chứ không thể nào quay đại đại, nhòe 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 như đăng lên có người xem không ạ? Anh chị có thích coi video xấu không? Anh chị có thích coi video tối không? Không, đúng không? Mình cái gì cũng thích coi đẹp hết. Nhưng mà mình lại quay những cái xấu lên thì làm sao mà người ta coi được, đúng không ạ? Mà anh chị đưa những cái xấu đấy lên thì sao? Nó phải ảnh hưởng tới thương hiệu của anh chị đấy. Nó ảnh hưởng rất lớn tới thương hiệu của anh chị. Cho nên là chúng ta cần phải quay đẹp để làm gì? À, nhắc tới ông Hưng Huỳnh là phải nhắc tới cái đẹp. Nhắc tới ông Hưng Huỳnh là phải nhắc tới cái đẹp, đúng không? Nhắc tới bạn A, bạn B gì đây cũng phải nói tới cái đẹp. Đấy, xuất hiện là phải đẹp chứ không được quay đại nha các bạn. Cho nên họ làm rất là nhanh này. Kênh của anh, kênh của chị Mẫn này, chỉnh chu như này, 3 ngày lên 30.000 follow. Kênh của anh Hùng chỉnh chu này, nhất là chỉnh chu. Có một hôm là một ngày nọ anh lên được 40.000 follow một ngày. Đấy, và anh trở thành một chuyên gia đào tạo về bất động sản chỉ từ việc làm TikTok. Nói chung là kênh của Hưng, có học viên của Hưng, có rất là nhiều người được kiếm tiền từ trên TikTok, rất là nhiều tiền rồi, cả trăm triệu. Thì video kiếm tiền thì anh chị có thể coi ở những video khác, anh chị có thể follow cái kênh này của Hưng đi để tiếp tục Hưng chia sẻ cái phần tiếp theo nha. Dừng lại một xíu, follow một phát xong rồi coi tiếp nha. Cái phần tiếp theo nằm ở phía sau phần hay nè. Đó, không có quay đại nha các bạn nha. Bây giờ nhắc lại nè, thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất là cái gì ạ? Ghi lại chưa? Thứ nhất là phải tạo kênh chuẩn này nhá các bạn nhá. Thứ hai là làm gì ạ? Thứ hai là phải có chính sách của TikTok, các bạn coi trên kênh của Hưng luôn. Thứ ba là gì ạ? Không quay đại được, quay là phải đẹp, vì cái thương hiệu, vì cái khuôn mặt của chúng ta, vì cái sự xuất hiện của chúng ta phải đẹp. Chúng ta là những người kinh doanh, chúng ta là những người bán hàng ở trên TikTok chứ không phải lên TikTok để cho vui. Hưng không có chia sẻ cách làm TikTok cho vui nha các bạn. Cho nên cái tiêu đề ở đây là gì ạ? Đừng có chơi TikTok nữa, mà hãy làm TikTok theo công thức này để có được triệu view bán hàng, và từ đó chúng ta sẽ kiếm được tiền. Rồi chúng ta sẽ bước qua bước thứ tư, là khi các bạn làm nội dung, cái này rất rất là quan trọng nha. Khi các bạn làm nội dung thì các bạn nhớ 3 giây đầu rất là quan trọng. 3 giây đầu, 3 giây đầu rất là quan trọng. Các bạn ghi cái chữ 3 giây đầu vô đầu mình luôn đi. Vì 3 giây đầu là TikTok nó tính một lượt xem nha các bạn. Qua 3 giây đầu là tính một lượt xem. Bạn làm gì làm không biết, cứ giữ chân họ ở 3 giây đầu là TikTok nó tính một lượt xem. Và để làm được 3 giây đầu như vậy thì anh chị phải tạo ra một cái gì đó nó rất là tò mò. Ví dụ như cái kênh của Hưng này, Hưng nói gì ạ? À, làm sao để hấp con tôm hùm này ngon mà thịt nó còn lại ngọt nữa. Thì hấp tôm hùm ngon mà thịt lại ngọt, thì có phải là anh chị rất tò mò không? Ui, để tao coi thử hấp làm sao cho nó ngọt, để tao biết đường hôm nào tao có tôm hùm thì tao hấp. Kể cả như anh chị nhìn thấy con tôm hùm là anh chị đã muốn coi tiếp rồi, đúng không? Tại vì con tôm hùm là cái con mình rất là tò mò. Trừ khi những người ăn tôm hùm quá nhiều đi, ăn tôm hùm quá nhiều thì họ quan tâm tới cái gì? Hấp làm sao cho ngọt. Còn anh chị khác thì quan tâm gì? À, con tôm hùm này nhìn nó như thế nào, đúng không? Hoặc là anh chị coi cái video của chị Mẫn hoặc là của anh Sơn này, hai cái video này này đã nói về cái cách chỉ lòng bàn tay đấy. Ở trong đấy nó nói gì ạ? À, nhìn 3 giây biết ngay, à, nhìn chỉ tay 3 giây biết ngay giàu hay nghèo. Thì anh chị có tò mò không ạ? Anh chị đang tò mò về sự giàu hay nghèo của mình, cho nên anh chị sẽ xem video, nghe một cái là tự nhiên anh chị xem. Bây giờ Hưng đọc lại này. Nhìn 3 giây biết ngay bạn giàu hay nghèo. À, nhìn chỉ tay 3 ngay, nhìn chỉ tay 3 giây biết ngay bạn giàu hay nghèo. Thế là bạn có nghe tiếp không? Nghe tiếp đúng không? Rất tò mò đúng không? Thì đó là lý do 3 giây đầu các bạn phải giữ chân họ lại để tính được một lượt xem. Còn nếu video của bạn hay thì họ xem hết video. Và xem hết video thì sao ạ? Thì chắc chắn video của mình sẽ được lên đề xuất rất là nhanh thôi, được triệu view nhanh lắm. Không có gì khó, quan trọng là bạn phải làm và phải kiên trì làm đúng cách bước như Hưng làm.
cứ làm đúng như vậy. Nếu mà có khó khăn gì thì cứ hỏi Hưng thông qua cái đường link Zalo ở phía dưới. Hưng có những cái lớp học miễn phí và những cái lớp trả lời miễn phí cho anh chị, kể cả có Zalo của Hưng luôn. Hưng sẽ sẵn sàng nhắn tin trả lời cho anh chị tất cả. Cho nên rất là nhiều người hỏi Hưng và thành công rồi. Học cái lớp miễn phí thôi mà đã thành công rồi. Thì rất là nhiều Hưng không nhớ hết đâu. Nhưng mà anh chị có khó khăn gì cứ để Hưng giúp cho anh chị nha. Yên tâm. Còn anh chị đang coi kênh của Hưng là Hưng vui lắm rồi. Đang vui thì cho Hưng một cái follow đi nha. Để Hưng update những cái kiến thức mới lên, anh chị có thể làm được. Làm được kênh TikTok sắp tới. TikTok đang rất là hot rồi. Sắp tới mà không lên TikTok là gọi là đi bị tụt hậu rồi. Bị người tối cổ rồi. Nhá. 80% là từ 18 tuổi cho tới 65 tuổi đã lên TikTok rồi. 13 tuổi tới 17 tuổi chiếm 20%. Chúng ta không lên TikTok thì thiệt thòi ráng chịu. Khách hàng ở đâu ta ở đó, đó là cái châm ngôn của người bán hàng. Nếu anh chị là những người bán hàng mà không biết câu này coi như là người tối cổ luôn, cho nên chúng ta phải lên TikTok nha. Rồi bây giờ chúng ta đi qua bước thứ 5 là cũng bước cuối cùng này. Bước cuối cùng là gì? Cái này là cực kỳ quan trọng nữa này. Sau 3 giây đầu rồi thì khi mà video của anh chị có người xem rồi thì bây giờ anh chị phải làm sao? Có người xem thì họ có comment không? Họ comment. Vậy thì khi họ comment thì anh chị phải làm gì? Anh chị phải thả tim và comment lại cho họ nha. Tại vì thả tim và comment thì nó sẽ tăng tương tác. Nhưng mà nhớ này, anh chị sẽ comment bằng cách gì ạ? Cái này mới đặc biệt nè. Anh chị comment bằng cách đặt câu hỏi. Đừng bao giờ mình comment là nó kêu chào anh Hưng, sau đó mình kêu gì ạ? Ơ chào em, thế là kết thúc câu chuyện đúng không? Nó kêu là chào anh Hưng kêu là gì? Chào em ở đâu vậy? Thì bạn có trả lời không? Bạn đang ngưỡng mộ mình thì bạn mới nhắn tin là chào anh Hưng. Thì mình chào lại thì thôi đúng không? Còn mình chào lại, à chào em Hằng, em ở đâu vậy? Thế là em bay vô, ui vui quá, anh Hưng hỏi mình kìa, em ở Sài Gòn, đúng không? Ồ em ở Sài Gòn hả? Em ở chỗ nào vậy? Em bao nhiêu tuổi? Thế là cứ nhắn tin qua, nhắn tin lại như vậy. Thì video của mình nó hiểu là, TikTok nó hiểu là gì ạ? À nó hiểu là đang tương tác rất là nhiều như vậy, cho nên nó đẩy video của mình lên, đẩy video của mình lên. Cho nên ở đây là gì ạ? Cần phải comment bằng câu hỏi. Để làm gì ạ? Để tăng tương tác với khách hàng. Hai cái từ này, cầm từ này anh chị nhớ. Còn một cái đặc biệt muốn chia sẻ cho anh chị, bí mật. Bí mật nhưng mà nói lên YouTube thì chắc cũng hết bí mật luôn. Bật mí cho anh chị luôn nè. Khi mà anh chị hỏi họ đúng không? Thì họ comment. Anh chị để ý nè. Khi mà hỏi họ thì họ comment. Và anh chị lấy cái chất TikTok của mình ra anh chị xem. Khi anh chị comment thì video nó vẫn chạy. À khi họ nhắn tin trả lời cho Hưng nè. Hưng lấy ví dụ nha. Hưng vô TikTok này. Hưng đang ở TikTok này. Đấy. Hưng comment. Hưng comment cho họ nha. Hưng comment cho họ. Thì video nó vẫn đang chạy anh chị ạ. Mà video nó vẫn đang chạy thì nó có tính nhiều lượt xem cơ mà. Xem đi xem lại nhiều lần thì nó được đề xuất. Cho nên nhất là những cái ông mà comment lâu á, má nó comment có 3 dòng mà mất nửa tiếng đồng hồ luôn. Nửa tiếng đồng hồ thì video nó chạy, nửa tiếng đồng hồ thì video nó phải lên thôi. Bí mật đó nha, hiểu chưa? Anh chị hiểu không? Hiểu chỗ này không? Không hiểu thì comment ở dưới hỏi trả lời bằng cái video khác luôn nha. Cái này là cầm tay chỉ việc luôn rồi đó. Đấy, tất cả những cái video của Hưng là cầm tay chỉ việc. Cho nên là việc anh chị phải làm theo và làm được á thì Hưng sẽ giúp tiếp, còn không được á thì anh chị comment ở dưới hỏi Hưng, Hưng sẽ chỉ cho nha. Ok anh chị nha. Thì đó là 5 bước mà giúp cho anh chị có được video TikTok triệu view nha. Hưng là người làm TikTok luôn, có rất là nhiều trải nghiệm về TikTok và có kênh TikTok là chú Hưng Râu. Đó, cũng rất là nhiều người follow rồi và Hưng đã giúp cho rất rất là nhiều người có nhiều triệu follow, có nhiều triệu được xem và kiếm được rất là nhiều tiền, vài trăm ngàn follow rồi kiếm được nhiều tiền. Và những cái kiến thức Hưng chia sẻ nó đều là thực chiến và giống như là cầm tay chỉ việc. Cho nên anh chị cứ làm theo thôi, có khó khăn gì thì cứ hỏi. Và bây giờ làm sao để video của anh chị lên xu hướng rồi đúng không? Triệu view rồi đúng không? Bây giờ làm sao để anh chị kiếm được tiền từ TikTok? Thì mời anh chị xem video tiếp theo nha.